Tham ăn thôi nhỉ. Cắt súp này này. Cắt súp rồi đấy. Đấy, còn nguyên súp. Riêng có đâm ly này, bao phê cho bác luôn. Có đâm ly này không để các bác thất vọng đâu, khẳng định luôn. Nào, thầy Ba Tuấn sẽ giới thiệu cho bác con chiếc âm ly có mức giá là 299.000 mini. Con này có giải cho loa nhé. Riêng con này các bác lắp cho ô tô, xe máy thoải mái. Các bác có thể lắp được từ 4 đến 6 con loa này. Bởi vì tại sao? Công suất của cái đường loa ấy, con này nó có hai đường loa và một đường súp. Riêng cái công suất đường loa nó mắc lên đến 100W. Được chưa ạ? Con này công suất đường loa mắc lên 100W. Nhưng các bác có thể đánh được một lúc từ 4 đến 6 hoặc đến 8 con loa này. Do vậy mà các bác có thể lắp được loa cánh ô tô thoải mái nhé, độ thoải mái. Ngoài ra nó có riêng một đường súp đây. Nó lại có riêng một đường súp woofer đây. Đấy, cái súp woofer này là nó lắp riêng để đánh cho con súp này. Đây là súp hơi bác nhá. Súp hơi chứ không phải súp điện. Một số bác các bạn bác cứ nghĩ là cái cục này là cục súp điện. Đây là cục súp hơi, đây là cục loa không thôi. Cái cục loa này về các bác phải vít cái các góc này vào cái thùng loa ấy để nó cộng hưởng lên chất bát nó mới sướng. Nó phê. Chứ đây em để cái bát ở ngoài rời thôi. Cái bát này có mức giá là 380.000. Đấy. Rồi. Còn đôi loa này là đôi loa Harman có mức giá là 399.000 một đôi. Dòng này thì kích thước tổng này của nó là 13. Còn cái từ điểm lỗ này đến lỗ này là 12. Các bác về bác nhấc cánh loa cánh ô tô ra bác úp thẳng này vào cho em luôn nhé. Con nào vừa theo lỗ thì bác vừa không vừa theo lỗ thì bác có thể xiên thẳng vít qua nhựa này thoải mái. Độ vào loa cho em. Trên một con thân loa này là một con loa bát này của Harman Kardon này, Harman Kardon và một con tép nữa. Bốn con này hoặc đến 6 con này bác lắp vào cánh ô tô cho em thì thôi. Không phải nghĩ mà nói luôn là bao giá quá phê mềm. Chất âm thanh thì không thể chê được. Em Tuấn test nó nằm ở ngoài nhé. Nó chưa đưa củ loa chưa đưa vào cái hộp loa đấy mà còn hay này mà. 399.000 một đôi này. Còn con loa súp này nhé. 380.000 nguyên cục súp này. Con âm ly này là 299k. Con âm ly này công suất mắc của vế là 100W. Được chưa? Của loa là 100W nên các bác có thể đấu được. Nhớ nhé là từ 4 đến 8 con loa này. Vậy là từ 2 đến 4 đôi đấy. Ok chưa? Đấy, súp riêng một cầu. Rồi. Khẳng định luôn với tầm tiền đấy, không để các bác thất vọng luôn. Độ thế này mới thích vì là thích nghịch độ chế mà. Đấy. Chế để sướng lắm. Ví dụ như các bác có cái kệ, cái tủ, cái bàn nào chẳng hạn, bác vít thẳng kệ để vào cho em, đánh trong bàn tụ sướng lắm. Đấy, nó tiện cho các bác, độ chế thoải mái nhá. Con này chạy điện là từ 12V. DC 12V đến 22V các bác. Từ 12V đến 22V. Các bác thuận tiện nhất là các bác cứ ra quán cửa hàng các bác mua cái sạc của laptop bác nhá. Tất cả sạc laptop nó đều là 19V là chạy thoải mái rồi. Bởi vì DC nó cho giải từ 12 đến 22V nên các bác mua sạc 19V thoải mái. Em Tuấn chào các bác.